Chào anh em, như tiêu đề của video ấy, rất nhiều khách hàng thích Sufay nhưng mà họ lại chọn Sufay laptop, Sufay book mà lại không phải lựa chọn Sufay Pro 7. Lý do vì sao và tại sao dòng Sufay mà Microsoft chăm chút nhất, mạnh nhất về thương hiệu mà người ta lại không chọn? Trong video này ấy, thì mình sẽ điểm qua một số lý do nhá anh em nhá. Sufay Pro 7 tại sao anh em lại không chọn nó? Bắt đầu ngay từ video thôi. Đầu tiên đó chính là cấu hình em ạ. Mặc dù ấy cùng cấu hình bằng với cả Surface Book hay bằng với cả Surface Laptop, tuy nhiên ấy, khi anh em làm việc nặng này lâu dài thì do bộ phận tản nhiệt của chiếc Surface Pro 7 ấy, nó không được tốt. Dù cùng sức mạnh của chip như nhau, trên Surface Pro 7 xung nhịp nó lại không ổn định anh em ạ, dễ bị hạ xung xuống thấp khi máy nóng và quá nhiệt. Nếu anh em làm việc nặng ấy, không phải là trong thời gian dài thì không thể cảm nhận được sự khác biệt giữa Surface Pro và các dòng Surface Book, Surface Laptop. Nhưng mà nếu anh em nằm lâu một tí thì mới thấy Surface Laptop và Surface Book nó dày hơn, nó to hơn nên nó tản nhiệt hiệu quả hơn, xung nhịp nó cũng ổn định hơn. Chính vì thế, trước khi anh em mua máy thì Đăng Vũ luôn luôn hỏi anh em là mua máy với mục đích gì này, để tư vấn cho anh em cấu hình và máy phù hợp với anh em nhất. Tránh việc mua máy về lại không làm được. Surface Pro 7 dành cho anh em nào dùng cơ bản thôi, hoặc là làm nặng nhưng mà làm nhanh trong khoảng tầm 30 phút đổ lại, chứ không thể dành cho anh em cày cuốc cả ngày được. Anh em phải đánh đổi dữ liệu đăng của máy, vì chiếc máy này nó cũng siêu mỏng siêu nhẹ. Ở cái kích thước này ấy, thì mình đảm bảo với anh em ấy, không có một chiếc máy nào có hiệu đăng tốt hơn chiếc Surface Pro 7 đâu anh em ạ. Nhắc tới kích thước nhỏ nhắn, cơ động của Surface Pro 7 nó vừa là điểm mạnh của nhiều người rất thích, cũng là điểm yếu khi anh em cần một chiếc màn hình rộng rãi hơn để làm việc. Gần đây thì Microsoft có ra mắt chiếc Surface Pro X với màn 13 inch thay cho 12 inch như trên Surface Pro 7. Màn viền màn thì cũng mỏng dính hơn này, cực kỳ đẹp, cực kỳ kích thích, sexy. Tuy nhiên hiệu năng của nó không được tốt anh em ạ. Nó sử dụng chạy chip ARM, xài được các phần mềm ứng dụng 32 bit mà thôi, nó không được tối ưu cho lắm. Điều đó khiến anh em thường lựa chọn Surface laptop hoặc là Surface nhiều hơn. Nếu Microsoft ra sản phẩm tương lai thế hệ tiếp theo cho dòng Surface Pro ấy, thì mình nghĩ là lên có một thiết kế tương tự so với cả Pro X, với viền màn hình rộng hơn này, mỏng hơn, đẹp hơn, sexy hơn. Còn về phần cấu hình ấy, thì mình nghĩ là nó nên chạy chip Intel là quá ổn rồi, quá hoàn hảo rồi. Mình đang sử dụng chiếc Surface Pro 7, nó rất là ngon với mình, nhưng với màn hình to hơn, kích thước không đổi thì còn gì bằng phải không anh em? Anh em suy nghĩ có giống mình không? Để lại ý kiến anh em dưới phần comment nhá. Một lý do nữa khiến anh em không mua Surface Pro 7 cũng như là Surface nói chung, đó là về giá. Giá của Surface khá là cao. Ngay cả dòng rẻ nhất Surface Go ấy thì nó cũng không hề rẻ xét về cấu hình anh em nhận được. Đó là sự trở ngại lớn đối với anh em thích đam mê Microsoft và đam mê Surface. Tuy nhiên, anh em có một số lựa chọn nếu anh em vẫn thích mà lương chưa về này, tài chính chưa đủ này, hoặc là đơn giản là anh em không muốn bỏ một cục tiền ra thì có thể tới Đăng Vũ nhá. Anh em có thể mua trả góp. Bên mình có trả góp qua thẻ tín dụng với lãi suất là thấp, chỉ khoảng tầm 7-800 một năm thôi. Anh em chỉ việc mang Surface về, mọi thứ khác thì đã để Đăng Vũ sẽ lo cho anh em. Xét duyệt siêu nhanh, chỉ tầm 1-2 phút là anh em xong toàn bộ thủ tục. Hoặc lựa chọn thứ hai cho anh em, đó chính là anh em có thể lựa chọn các sản phẩm cũ qua sử dụng. Bên Đăng Vũ có những máy chỉ sạc 1-2 lần này, đến mấy chục lần thôi. Toàn những máy là lựa chọn tuyển ngon cho anh em. Đăng Vũ cũng cam kết hậu mãi bảo hành số 1, nếu máy cũ ấy anh em có thể dùng thử trong vòng 7 ngày, không thích anh em có thể đổi sang máy khác bất kỳ, miễn là vừa lòng anh em. Máy ngon này, giá lại rất hợp lý, mình nghĩ là sẽ dễ dàng để cho anh em tiếp cận hơn với máy cũ, phải không nào? Và cuối cùng, đây là lý do mà rất nhiều anh em không lựa chọn Surface Pro 7. Và mình cũng có hẳn video nói về vấn này, đề này rồi anh em ạ. Đó chính là nghe đồn Surface Pro 7 dễ hỏng. Anh em thể xem video mình nói về vấn đề này ngay đây nhé. Còn khái quát thì như sau, có một số anh em mua máy xách tay hoặc là tự mua order ở đâu đó về hỏng lỗi thì post lên trên mạng chia sẻ là hỏi cách sửa chữa, thế là anh em nghĩ là máy lỗi nhiều không sửa được. Nhưng mà anh em đâu có biết ấy, máy nào chả có thể lỗi, kể cả anh em mua bất kỳ cái gì, cái máy 100 triệu hoặc máy hàng tỷ đi, nó vẫn có xuất lỗi, tại vì nó là máy móc mà anh em. Nhưng nếu anh em mua máy ở Đăng Vũ ấy thì bên mình bảo hành chế độ là 1-1 cho anh em nhé, đúng quy chuẩn của hãng luôn. Anh em có thấy một hãng laptop nào mà sẵn sàng chế độ 1-1 trong suốt thời gian bảo hành cho anh em không?
đa số ấy, các hãng chỉ sửa cái phần, ví dụ anh em hỏng main thì hãng sẽ đổi main cho anh em, hỏng màn sẽ đổi màn, chứ làm gì có hãng nào đổi một con máy mới đúng không? Microsoft tự tin sản phẩm của mình và Lăng Vũ cũng thế, nên anh em mua máy thì nên lựa chọn các cơ sở uy tín để được anh em được chăm sóc này, được bảo hành toàn diện sản phẩm, chứ đi mua ở đâu rồi lỗi hỏng lại bảo máy chất kém chất lượng thì không nên anh em nhé. Rồi, kết luận đó là một số lý do khiến anh em chùn chân khi lựa chọn và mua Surface 07. Anh em thấy có đúng không? Nếu anh em thấy những lý do nó khác ấy, cản bước anh em mua Surface 07 thì anh em có thể bình luận phía dưới cho mình biết nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo. Nếu anh em thấy video hay thì đừng tiếc một like và một đăng ký cho mình nhé. Còn nếu anh em thấy video này dở hoặc là cần thay đổi gì đó thì anh em có thể ấn vào dislike và comment cái mà anh em muốn mình thay đổi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em. Bye bye, mình là Long và đây là Đăng Vũ.